Chuyện ngắn Áo đỏ bắt đèn Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Huỳnh Minh Hiền Cha trải quần tây màu cứt ngựa ra giường Xén bớt hai cái lai Kéo lục Đường cắt răng cưa tư tướp Mẹ cắn chỉ đến chục lần mà đầu chỉ trầy trật không chịu chui qua lỗ kim. Cha nhết cười, nói cô bới lòng tìm vết giỏi lắm mà. Họ vừa cãi nhau xong, chung quanh việc cắt lai quần đến đâu thì vừa. Thằng Phước đâu có cao dữ vậy, mẹ nói. Cha giặt dẹo, tôi gặp nó bảy tháng trước còn cô. Rồi cả cha cũng ngập ngừng, cứ nhích cây kéo lên xuống để án chừng chỗ cắt. Dài quá thì trong lúc nhảy thằng nhỏ sẽ dướng quần té ngửa. Ngắn quá lại quê mùa khó coi. Cắt nhát kéo đầu, cha hơi chờn chợn, như thể vừa phạm phải một sai lầm không thể chỉnh sửa. cỡ này là vừa, đừng có cãi tôi. giọng như căng dặn chính mình. mẹ không có vẻ muốn hơn thua nữa. khi ánh nhìn dướng lại trên móc áo, bà sực nhớ nút trên đó cũng đứt. dạt áo bên phải dính hai đốm cà phê, chúng khiến họ băn khoăn suốt buổi sáng. rồi cũng nghĩ ra bỏ áo vô quần thì ổn ai mà thấy Cha nghĩ áo đỏ sẽ bắt đèn hơn Nhưng không tìm thấy áo nào khác Ngoài cái bị rách toạt lưng Mẹ nói có thể lấy mảnh giải của cái áo học trò cũ Xong đắp lên chỗ rách Cũng lạ Lên tivi cũng không ai biết đó là áo vá Họ đứng ngó cái áo Cố hình dung nếu cắt một ngôi sao trắng nằm chình in ở trên áo đỏ thì có khó coi lắm không? Cảnh này thì đúng là chim bao rồi, quang đường một cách dây dứt. Cái lần thấy dí ngồi ở trên cầu dòng ăn những đám mây cũng không dây dứt giống như vậy. Lâu rồi cha mẹ không nhìn nhau ngay cả cùng nhìn về một điểm cũng hiếm. Cái ảnh chụp chung duy nhất của hai người, cha ngó cụp xuống còn mẹ thì đảo trồng trắng sang phải. Mặt mũi cặp đôi hớt hải, lúc đó mình vừa lẩm chẩm biết đi, thích tọng vào miệng những thứ mềm mượt, bất kể là đuôi chó, gốc cái gối gòn hay là tóc mẹ thời khắc máy ảnh lóe đèn mẹ phát hiện ra mình đang múc chổi lông gà nhưng không còn thời gian chụp lại cái ảnh khác cha quán quàng chạy vào ca đêm mẹ thì làm ca ngày họ chỉ có thể ôm nhau lúc trời rạng sáng trong khoảng thời gian chóng mặt đó nếu cha thích từ phía sau thì cũng có thể nhìn về một hướng nhưng mẹ phải ngó cái đồng hồ treo trên vách miệng kêu ói ứ ư, ư sao lâu vậy gương mặt của gã quản đốc có sưởng xuống trong đầu mẹ trong lúc cha héo rũ trên người mẹ không thể thích đến quên trời đất vì bị ám ảnh bởi cái thằng cha chấm công re rắc từng giây vì mình hai thức dậy bất ngờ dụi mắt buông ra một câu khó đỡ lêu lêu Cha mẹ ở truồng. Vụ đó là dì Hòa lỡ thời ở trọ chung dách kể mỗi khi mình qua xin cơm cháy. Dì nói hồi đó tao nghe khổ sở gì thèm. Mình thì không nhớ được những việc xảy ra hồi dài ba tuổi. Chuyện quảng sáu, bảy tuổi thì không muốn nhớ nhưng có khi mang máng chuyện mẹ bứng cây khế từ dưới quê lên trồng trên khoảng sân trước nhà trọ. Thằng nhỏ Phước có vô lớp 1 là khế có trái, mẹ mơ màng. Lấy cây dao cùng phát quang một chòm cỏ, mẹ đào lỗ trồng cây. Cha nằm khẩy trên giường, cào cạo nói dối ra. Chưa có ăn được thì đã dọn đi chỗ khác, rảnh dữ vậy nhưng chiều đó thì giông lớn, cha đi tìm một thanh gỗ cũ, sóc chéo vô thân cây khế héo để gió khỏi quật ngã. Sự sống còn của cây khế là nỗi lo chung cuối cùng của hai người họ trước khi cha dọn tới ổ cùng một cô làm ca ngày. Để tỉ tê nuốt hơi thở của nhau, kệ cha có cái kim đồng hồ nhúc nhích và mẹ thì lấy gã quản đốc có mắt hí rị người Đài Loan thoát khỏi cái nỗi ám ảnh 15% dây xén bớt miếng ăn. 16 năm 7 tháng 3 ngày sau cái hôm thổn thức ứ hự ừ hư cùng nhau tạo ra cái hòn máu con con, cha mẹ mới lại cùng chuẩn bị một bộ trang phục cho mình đến buổi biểu diễn tối nay chìm bao sao mà quan đường hơn cả giấc mơ đứng dưới cái cây thân bằng sữa bò. Mỗi lá là một miếng thịt nướng hồi nhỏ. Thằng Phước mà lấy được nửa tỷ tiền thưởng, tụi mình sẽ ra ngoại thành mua miếng đất cất nhà. Khoảng sân trồng cây ăn trái cho cháu nội mình ăn. Ổi nè, xoài nè, nhưng đừng có trồng mít, dễ bị sâu đục thân. Thôi không trồng cây, cha gạt ngang trồng rau ăn khỏi phải mua họ cãi cọ một cách hững hờ trong lúc mẹ mai lại cái lai quần đơm nút áo màu chỉ không hợp lắm trắng trên nền vải đỏ cha nói không sao đâu lúc đó đèn chớp đủ màu người ta coi từng điệu nhảy thần sầu của thằng nhỏ con mình ai thèm để ý cái chuyện chỉ trắng hay chỉ đen Nhưng khi đứng trên sân khấu, mình sợ đến tê dại đi. Thật thà kể tham gia cuộc thi khỏa bụi tìm sao lần này á, là mặc cái quần của cha. Phải cắt đi một gan tay vì mình hơi thấp. Mình bán kẹo kéo với thằng bạn tên giàu. Hai thằng có niềm vui chung á, là lấy tên chính mình ra xỉa sói mấy bữa trời mưa bán ế nên mới được coi lởm bởm cái chương trình này trên tivi của quán cà phê. Dạo suối mình đi thi bằng cái giọng đầy thù hận. Phải để cho họ nhìn thấy tụi mình. Dạo hát nhạc trúc phương buồn chảy nước. Hồi hai thằng mới gặp nhau, nó nói tao hát để được lên truyền hình quốc gia một năm sau nó nói tao cất giọng lên để âm thanh chạm cốc một hai ba vô bốn năm sáu vô bảy tám chín cũng vô trong cái quán nhậu sẽ lặn đi năm sau nữa nó nói tao hát cho một người nghe tri âm nào đó nếu có vợ thì nó hát chỉ để bán một vài cây kẹo kéo Điệu nhảy này em tả lại hình ảnh cây khế mới trồng trong một bữa mưa giông. Một cây khế non hoặc đi, rạp mình trong cái thứ gió liên tục đảo chiều, rễ chưa đủ bám sâu vào đất, cành chưa đủ cứng cáp. Thằng giàu hát nhạc nền cho mình, bài thối đời, nó còn đọc ráp, thằng lằn cục đuôi dè, ai nuôi mày lớn dè dè, dạ thưa thầy dè em lớn mình ơn nó dè dè. Mắt chị ca sĩ kiêm giám khảo nữ duy nhất của cuộc thi tràn trụa nước. Họ đã nhìn thấy mình, thằng giàu đứng trong cánh gà quệt má bằng cùi tay. Chúng ta đã từng khóc, kêu gào và hát, nhưng không ai nghe hết. Giờ thì họ biết chúng ta đang ở đây, hả hê quá, trong đám đông ngồi tại khán phòng này. Chắc nhiều người đã từng đi qua cái xe kẹo kéo của bọn mình, nhưng họ không hề nhận ra thân phận bọt bèo lêu bêu bên đường. Anh giám khảo bảo mình bước đến gần xem mình có xương không. Anh phát hiện ra cả thịt mình cũng chẳng có. Mình cười, nói dân nhậu ở quận 12 ai cũng biết mà. Tôi cho em qua. Ba vị giám khảo đồng loạt nói, và mở cánh cửa thứ hai cho mình bước vào. Cha mẹ ôm xiết nhau nhảy cà tưng cà tưng trong tiếng vỗ tay rào rào, miếng giá trên áo làm lưng mình nhồn nhột. Cái áo này mình đã mặc nhảy múa bán kẹo suốt một mùa mưa ế ẩm. Thằng giàu nói ăn mặc bắt mắt thì người ta mới liếc qua nhìn tụi mình nó làm mọi cách để được thiên hạ dòm ngó như đã từng làm mọi cách để thiên họa nghe thấy một lần nhảy điệu dạo bước trên một lần nhảy điệu dạo bước trên trăng trên đường hiệu anh thì bỗng nghe giọng giàu vỡ ra khoảnh khắc thanh trắng trước một chiếc xe hơi nào đó hất mình té sấp mặt xuống đường mình còn kịp nghĩ giàu không ca bài của trúc phương Ông đó không bao giờ viết cái nốt nhạc nào cao chớ giới tới vậy. Sau đó thì xương sống mình nó vỡ bục ra, tách lưng làm hai phần, gãy gọn như một lời thề. Như cây khế mẹ chặt ngang thân ở lúc rời khỏi khu nhà trọ. Mình ngủ rất nhanh và nằm mơ thấy mình sống xoài trên đường trong lúc mọi người vẫn đang nhốn nháo. Sao cái thằng nhỏ mặc cái áo đỏ chói mà ông lái xe không nhìn thấy? Câu hỏi đó làm mình tư lự lâu lắm. Ngẫn lên thì thấy cha mẹ lục lội cái hòm gỗ. Hỏi có thấy cái quần tây màu cứt ngựa của tôi đâu không? Biết đâu thằng Phước nó mặc dừa. Không thấy mẹ, chỉ nghe tiếng dẫn lại. Người còn không giữ được, giữ làm chi cái quần ông. Biết là đang chim bao Biết là khi thức dậy sẽ thấy trần nhà dày mạng nhện Dài con thằng lằn nhơ nhỡn Chúng hay bậy nhầm chân mình Chỉ cần chờ phân của chúng khô Mình sẽ nói lấy chổi lông gà quét lên đôi chân Đã từ lâu ngủ im liềm Bất động như quét mặt chiếu Và chẳng thấy buồn phiền đám bạn có đuôi Sáng qua con thằng lằn rơi cái phịch xuống bụng mình chắc do nhỏ bồ nó thì thầm nằm ngửa ra đi cưng nghĩ vậy nên nằm cười tủm tỉm hoài để mà vui hết một ngày thăm thẳm